Liên minh cầm quyền tại Thái Lan do Đảng Vì Nước Thái dẫn đầu đã chọn ông Chakachem Nitisiri làm ứng cử viên thủ tướng. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan thông báo sẽ triệu tập phiên họp toàn thể thành viên Hạ viện vào 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8 để bầu thủ tướng mới, sau khi ông Suresh Thattavisin bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất. Ông Chakachem sinh ngày 26 tháng 8 năm 1948, mang hàm trợ lý giáo sư, có bằng cử nhân luật tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan và bằng thạc sĩ luật tại Đại học Columbia, Mỹ. Về sự nghiệp chính trị, ông Chakachem từng là cố vấn của Thủ tướng Suresh Thattavisin, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Chính trị và Chiến lược, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp và là cố vấn của Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp dưới thời chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Trong các cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và 2023, ông Chakachem được đề cử làm một trong các ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Vì Nước Thái. Theo luật bầu cử Thái Lan, một ứng cử viên được bầu làm thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa tổng số thành viên của Hạ viện, tương đương 247 trên 493 nghị sĩ.